chậm đâu. Nhưng mà tốc độ nhanh như vậy mà chúng ta vẫn phải luyện để chúng ta bắt này. Đấy. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ thuật mà nó liên quan đến thứ nhất là tự vệ, thứ hai nữa là luyện tốc độ tay và luyện cái cảm giác để mà bắt tay đối phương. Thì kỹ thuật này là một trong những kỹ thuật rất hay trong môn phái Kình Quyền Đạo nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng xem và tìm hiểu về kỹ thuật này và tham khảo về kỹ thuật này nhé. Đấy, em mời mượn em. Đây, mình sẽ đánh mẫu cho các bạn xem trước một hai cái đường để các bạn xem này. Nhất là kỹ thuật đấu tay này. Bắt bẻ khóa này. Tiếp theo nữa này. Bắt bẻ khóa. Đây các bạn đấy. Thì mình hướng dẫn các bạn là tập kỹ thuật này. Bởi vì kỹ thuật này nó có hai mặt. Thứ nhất là mặt luyện để tốc độ để bắt tay đối phương. Và thứ hai nữa, luyện mà khi mà chúng ta bị đối phương khống chế, bị khóa tay ở phía sau, chúng ta vẫn có thể là giải thoát được em ơi. Đấy, cái tình huống mà bị bắt bẻ khóa này. Em bắt bẻ khóa này đi. Đây, đây là cái tình huống mà đa số các bạn hỏi mình là kỹ thuật này mà làm sao để mà mình bị thoát được đây. Đa số là các bạn thường nhắn tin và gọi điện cho mình là những cái thế này. Thì nó cực kỳ dễ thôi, nó không khó. Mình chỉ cần một giây là mình ra được. Một giây là ra được và một giây là có thể đánh gục đối phương được. Nó không khó, nó xoay gáy, đánh vào cổ đối phương này. Đánh vào cổ đối phương, vào gáy đối phương là xong rồi. Đây, lại này, lại tình huống này này. Bắt này, cái tay này. Bây giờ mình không đánh nó cũng được luôn. Đấy. Khi mà bị khóa như vậy, các bạn thấy khóa được không? Thấy gió khóa không? Đây, mình chỉ cần xoay cái eo ra là ra được rồi, nó không khó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn từ kỹ thuật bắt tay của đối phương và bắt tay nhanh nhé, chứ không bắt tay chậm đâu. Qua đây em, khi mà tay của chúng ta này di chuyển nhanh như vậy mà chúng ta bắt được, chứ còn nếu mà để không như vậy mà cho vào bắt thì nó lại dễ rồi. Thì chúng ta tay của chúng ta di chuyển nhanh như vậy mà chúng ta vẫn có thể bắt được. Đấy, bắt được tay đối phương này. Thì này chúng bắt và bắt chuẩn nhé. Đây, cái điểm chuẩn nó chính là phần đây này. Các bạn xem nhé. Phần điểm chuẩn là phần này. Mình bắt vào phần cổ tay của đối phương. Ngón cái và ngón trỏ này bắt nắm vào cổ tay. Còn lòng bàn tay nắm vào mu bàn tay. Khi mà bắt cái tay đối phương thì chúng ta muốn khóa này, chúng ta bẻ ngược lại như vậy. Đấy, các bạn thấy không? Bẻ ngược, chúng ta khóa tay đối phương này. Đó là cái kỹ thuật bắt nhé. Và bây giờ là kỹ thuật mà luyện tốc độ tay giữa hai người với nhau này. Đây, hai người luyện với nhau này. Đấy, là chúng ta luyện tốc độ như vậy nhé. Kiểu ngoài thực chiến thì tốc độ của người ta nó cũng sẽ nhanh như vậy đấy các bạn ạ. Nó không có chậm đâu. Nhưng mà tốc độ nhanh như vậy mà chúng ta vẫn phải luyện để chúng ta bắt này. Đấy, bạn thấy không? Nhanh như vậy mà vẫn bắt được. Nhưng mà phải do tập luyện chúng ta mới làm được. Thì chúng ta phải tập luyện thì chúng ta mới làm được. Chúng ta không thể nào chúng ta mà muốn bắt được tay của đối phương mà nó dễ dàng là không có đâu các bạn. Chúng ta phải tập luyện hàng ngày. Và những bài tập này, những phương pháp này là của môn phái Kình Quyền Đạo thành chủ ra. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn có thể thử tập ở nhà hai với hai người. Các bạn có thể rủ một bạn nào đó của mình là tập là hai tay này, lên này. Đấy, kỹ thuật cơ bản của Kình Quyền Đạo. Đấy, hai tay chúng ta di chuyển nhanh. Hai tay của chúng ta vừa chạm vào nhau là chúng ta thu về ngay. Đấy, hai mu bàn tay, hai cái mu bàn tay là chạm vào nhau. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, khi mà các bạn quen rồi thì mới đầu thì các bạn tập chậm thôi, tập chậm như vậy để các bạn bắt cái tay đối phương, bắt đây, cứ tập như vậy để bắt này, bắt này, bắt này, thấy chưa? Này đâu tay này, bắt này, bắt này, đó. Khi mà quen được cái mức tốc độ chậm rồi thì các bạn bắt bẻ khóa, mình làm lại một lần nữa nhé. Bắt được rồi, tay nhớ vào phần trỏ đối phương, phần trỏ đối phương để ngược lên. Đây, chúng ta cứ làm từ từ vậy thôi. Không hơi vội, mới đầu tập mà. Bắt đẹp quá. Đấy. Mới đầu tập là chúng ta chỉ cần từ từ vậy thôi. Khi mà quen rồi thì chúng ta đẩy tốc độ lên chút xíu. Đây này, lên chút xíu thôi. Đấy. Khi quen rồi thì chúng ta cứ đẩy tốc độ lên thôi. Đấy. Đó là cái phương pháp để tập luyện. Đó là phương pháp để tập luyện nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Vẫn chạy chứ? Dây vẫn chạy được rồi. Dây vẫn chạy được rồi. Cuộc gọi thì cứ để vậy luôn đi. Không sao đâu. Khi mà tốc độ đã như vậy rồi mà vẫn bắt được thì bây giờ ngược lại mình chỉ các bạn tình huống mà mình bắt bẻ khóa này.
ngược lại tình huống này. Đấy, em bắt phải bắt đây. Đấy, đây đây đây, qua đây cho các bạn xem đấy. Khi mà mình bắt bẻ khóa như vậy này thì thường thường là người chúng ta không thể đứng thẳng được, đứng thẳng nó đau tay thì trái khớp mà dưới chúng ta phải người phải như vậy. Thì các bạn là thường thường công an người ta bắt bẻ khóa là như vậy đấy, khóa hai tay phía sau là như vậy đấy các bạn. Đa số là chúng ta bị khóa như vậy. Thì trường hợp mà chúng ta bị bắt bẻ khóa như vậy thì chúng ta muốn để thoát được thì chúng ta phải mở rộng cái hông eo của chúng ta này này, mình này, xoay này, xoay này. Đấy, chúng ta cũng phải tập luôn, xoay cái đấy, ra rồi đấy, em đứng qua đây này, đứng qua đây đấy, xoay cái này đấy, ra được luôn này rồi, đồng thời kết hợp với cái tay này, cái tay chéo vào cổ này, gáy này đấy, ra luôn này đấy. Các bạn thấy không, rất là hiệu quả. Mình đảm bảo các bạn khỏe cỡ nào cũng ra được. Các bạn mà bị cái tư thế mà bị bắt bẻ khóa như thế này này, bắt khóa này này, hợp là nên này người ta khỏe công an hoặc là một số người côn đồ người ta bắt người ta khóa tay mình này, khóa luôn đi em, khóa luôn. Rồi người ta bắt khóa như vậy này, đấy người ta đè lấy cái tay đè cái này xuống, đè cổ xuống, đúng rồi. Đa số là người ta bắt như vậy đấy các bạn, người ta đè xuống thì không kháng cự được. Thì cái trường hợp này chỉ còn một cánh tay còn lại này, cánh tay của các bạn còn lại thì các bạn nhớ là vung đà theo này. Đấy, cung theo này, chém này, rồi ngược lại này, chúng lên hướng này. Đấy, cho các bạn xem được cả đường hướng đấy. Nếu bạn còn một tay còn lại này, tay còn lại này, thấy không? Tay còn lại nếu bạn muốn nước hướng này, bẻ người đi này. Đấy, chém này, này. Đó, là ra được, và còn đánh lại được nữa. Chúng ta phải có cái thế, chúng ta võ thuật là nó phải có cái thế. Nó hơn nhau là hơn ở chỗ là mình làm đúng kỹ thuật, là chúng ta làm đúng kỹ thuật là một này, thứ hai nữa là chúng ta có thế thì chúng ta mới giống như là đánh cờ vậy đó, nó phải có thế thì chúng ta vừa giải được và chúng ta vừa thoát được, là những cái thế đó. Không biết đi đâu đấy. Rồi qua đây. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn thêm một số các kỹ thuật động tác khó hơn nữa để chúng ta tập luyện được. Thì những cái động tác mà bắt bẻ khóa khi nãy thì là mình đã hướng dẫn rồi. Thì cái trường hợp mà bị bắt bẻ khóa và khóa từ cái phía sau, mình hướng dẫn cho các bạn từ phía sau này, từ cái hướng cũng bắt bẻ khóa này, đây là người ta móc vào đây để khóa các bạn như vậy đấy, để khóa lại khống chế đối phương. Thì ngay lập tức này em khống chế thầy này, khóa lại này, rồi đấy. Đấy các bạn thấy không, là bắt bẻ khóa như vậy thì dường như là chúng ta đã bị nữa rồi, chúng ta dường như là em bẻ thầy xuống thấp hơn nữa để cho thầy khó hơn nữa, đúng rồi. À, nó phải khó như vậy thì chúng ta mới làm được. Chúng ta đồng thời chúng ta đưa tay lên cao này, ta hai tay gắn kết với nhau này, gắn kết với nhau này, một lấy đà, hai lật xuống, ba cái trỏ, ba cái này em, một đưa lên cao lấy đà, thứ hai xuống thấp, thứ ba giật lên đánh trỏ. Tiếp theo nữa này, theo cái thế này nữa này, à, không phải đánh nhiều. Thế này không phải đánh nhiều, à, thế này không phải đánh nhiều, à, đây là móc mắt này, khỏe quá, móc mắt thứ hai nữa này, triệt sản đối phương luôn, đấy, đánh hạ bộ luôn, các bạn thấy không? Mình chỉ cần giật cái gót cái là chúng hạ bộ đối phương luôn rồi, không cần phải đánh nhiều này, đấy, giật gót cái này, những cái thế này rất chi là bình thường nhưng mà nó lại hiệu quả. Chúng ta càng làm lòng hoàng vừa mất thời gian càng không hiệu quả, như thế cũng giật con gái đó, hoặc là các bạn móc con gái là đã được rồi. Còn những cái trường hợp này là trong sách vở này, 1, 2, 3 này, đó là trong sách vở. Còn ngoài thực tế chúng ta có thể là làm ra những kỹ thuật mà nó bất ngờ hơn nữa. Thì thành gửi ra là mình luôn luôn là mình mong muốn là các bạn phải phá cách lên, học những kỹ thuật nào mà huấn luyện viên đưa ra này, rồi là thầy đưa ra, là những kỹ thuật đó nó có trong sách vở. Thành thử ra là chúng ta dập khuôn quá là không được, chúng ta phải biến hóa những kỹ thuật mà nó khác ở trong lúc dạy đi, là chúng ta học xong là chúng ta nghiên cứu và chúng ta phát triển nó ra được những kỹ thuật mà của riêng mình, và những kỹ thuật đó gọi là những kỹ thuật là nó không có trong sách vở, và những kỹ thuật đó là mang thương hiệu của các bạn. Và mình mong muốn là các bạn là luôn luôn là xem những video ở trên mạng, các bạn tham khảo thấy hay, các bạn copy về các bạn luyện tập, rồi sau đó các bạn sáng tạo những kỹ thuật mới, các bạn chia sẻ lại cho mình xem, mình để tham khảo và mình học hỏi các kỹ thuật đó ở các bạn. Mình rất mong muốn là như vậy.
và những ai mà làm video trên mạng thì thật sự ra là cũng có hai mặt đấy các bạn ạ. Sẽ có người không thích và có người lại thích. Thành thử ra mình làm video này chưa chắc chắn là các bạn đã xem xong là các bạn thích. Và có những bạn này thích mà các bạn thì ghét, cái đó là việc bình thường. Nên một số những bạn nào mà làm video thì các bạn chia sẻ trên mạng xã hội này thì các bạn đừng có nghĩ là người ta sẽ sướng lắm, sẽ được cái này được cái kia. Mình chia sẻ, thứ nhất là mình vừa chia sẻ kiến thức cho các bạn là miễn phí này. Thứ nhất là miễn phí này này. Thứ hai, chưa chắc là các bạn đã thích mình. Thật sự là như vậy. Các bạn xem đôi khi bảo ông này thế này thế kia rồi trả ra cái gì thế này thế kia là lung tung như vậy, là mỗi người một ý kiến, cái đó là việc tự nhiên của xã hội. Nhưng mà trong lòng mình thì cái đó không quan trọng, đối với mình cái đó không quan trọng. Cuộc sống của mình nó rất chi là đơn giản, nó rất chi là thuận theo tự nhiên. Giữa thiên nhân địa con người của chúng ta là đứng giữa trời đất, mình cứ làm việc theo tự nhiên và mình không làm cái gì trái pháp luật, không làm cái gì trái với đạo lý con người, thì cái đó là mình làm thuận theo tự nhiên thì sẽ được hưởng phúc báo thôi. Các bạn nếu mà làm ngược với trời đất, làm những việc không tốt thì mới là các bạn phạm phải cái quy luật của trời đất, thì các bạn mới cuộc sống của các bạn mới đau khổ, mới gặp nhiều cái tai họa thôi. Chứ còn người nào mà sống có phúc hậu, các bạn phải biết được cái từ phúc hậu thì chắc chắn là các bạn sống có phước và gia đình của các bạn có phước nữa. Thành thử ra chúng ta phải sống lúc nào cũng phải có biết cho đi, để chia sẻ tới tất cả những bạn nào mà chưa biết cái gì đó thì mình biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó để cho chúng ta giúp nhau, cho nhau, cái đó là cho đấy. Mình không có tiền thì mình cho cái khác các bạn ạ. Thành thử ra là võ thuật cũng vậy. Võ thuật thì nó mang lại lợi ích về sức khỏe này, tự tin này, và được cái tinh thần của chúng ta luôn luôn sáng. Người tập võ là chúng ta luôn biết được chúng ta đang ở đâu. Nhiều người luyện võ là không biết chúng ta ở đâu luôn, cứ nghĩ là chúng ta đã mạnh đã giỏi rồi, ngứa tay ngứa chân là muốn đi thách đấu rồi. Cái đó là chưa đạt đến cảnh giới mà chỉ có nghĩ là cho mình thôi. Người tập võ phải nghĩ được cho cả người khác nữa, phải biết suy nghĩ của người khác như thế nào nữa. Là võ là phải chuyên võ thì mới dễ dàng đạt được cái cảnh giới. Cảnh giới cao nhất của võ thuật chính là phúc hậu. Các bạn phải hiểu được cảnh giới cao nhất của võ thuật chính là phúc hậu. Mà là phải biết cho đi, là phải biết giúp đỡ, là phải biết làm việc thiện, là phải biết làm việc tốt thì mới gọi là phúc hậu được. Chứ nhiều người cứ nghĩ là tập võ là để đi đánh nhau, cái đó là chỉ là một phần của võ thuật thôi. Chứ không, các bạn nghĩ như vậy là sai lầm. Nhiều bạn cứ nhắn tin võ thuật là phải thực tế, là phải đánh đối phương, là phải hạ đối phương. Chưa chắc là hạ người ta là tốt đâu các bạn. Thành thử ra trong võ thuật nó có hai mặt tốt và mặt xấu. Các bạn xem một video của ai ấy, các bạn thấy được bổ ích cho các bạn thì các bạn nên xem. Còn những video nào không bổ ích thì các bạn không nên xem. Và mình rất cảm ơn tất cả các bạn từ nãy đã xem video của mình hướng dẫn. Và nếu các bạn thấy video mình hay bổ ích thì nhớ là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Và Toàn sẽ luôn luôn là sáng tạo ra những video hay, mới và bổ ích nhất để đưa cho tới tất cả các bạn xem và tham khảo và học hỏi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.